nơi mà ít nhất mỗi tuần đều có một ngày được mọi người mong chờ và vui chơi như Tết. Đó chính là những ngày đến với phiên chợ vùng cao. Đặc biệt hơn, ở Mèo Vạc còn có một chợ phiên với rất nhiều điều thú vị. Dân vùng cao trên này thì quảng cáo gò rất là hay. Một ngày chợ phiên Mèo Vạc để xem điều thú vị đó là gì nhé. Bây giờ là 5 giờ sáng và suốt từ nửa đêm tôi cùng vợ chồng anh Dính đã phải lục đục để chuẩn bị để đến một nơi được người dân ở đây mong chờ nhất trong tuần, đó chính là chợ phiên Mèo Vạc. Là khu chợ quy mô và đông vui nhất nhì trong vùng, chợ phiên Mèo Vạc mỗi tuần chỉ họp duy nhất sáng chủ nhật nên trở thành phiên chợ được đặc biệt mong chờ. Thường mọi người đi chợ từ 3-4 giờ sáng, có những người ở xa còn đi chợ từ chiều hôm trước. Chợ phiên vùng cao đặc biệt vì người đi chợ vừa có thể là người bán, vừa có thể là người mua, cũng có khi chẳng là ai trong số đó vì họ đi chợ chỉ để vui. Anh ơi, hôm nay chợ đông như thế này thì chắc là kiểu gì mình cũng bán được con bò này đấy anh nhỉ? Hôm nay anh dắt ra thì không nhất thiết để bán được. Chủ yếu là đi chợ ở vui thôi. Nếu anh bán được thì anh lại lấy cái số tiền đi sắm đồ cho con cái trong mùa Tết này. Còn dư thừa lại bán được thì anh sẽ quay đầu xong là mua con bé về. Thế thì mình có cái cách nào để quảng cáo con bò của mình cho các khách hàng không ạ? Chứ em thấy đứng ở một chỗ như này thì có vẻ là không nhiều người đến xem được đâu. Có, dân vùng cao trên này thì quảng cáo bò rất là hay. Anh đưa em ra ngoài kia mình xem. Dạ vâng ạ. Thì ra nằm bên cạnh khu chợ bò là một bãi đất trống đã đặt sẵn những chiếc cày chuyên để phục vụ những người như anh Dính muốn quảng cáo về chất lượng của chú bò nhà mình. Nhưng mà không phải là miễn phí đâu, bởi vì tôi vừa hỏi được thì chúng ta sẽ mất 30.000 cho mỗi lần cày. Nhiều mất thì như xí lại giống lại gì đâu, nên sợ suối. Cô ơi, ở đây vì sao mọi người lại nghĩ ra cách để cho bò cày như này ạ? Kiểu tường nút đá thôi, đi cày phải bò phải ngoan, không ngoan thì nó không cày được. Cày được tốt thì giá nó cao hơn. Chú ơi, như chú thấy con bò này cày như thế nào ạ? Cày tốt mà, rất cày tốt ạ. Thế nếu mà đi mua thì chắc chắn là mình sẽ mua con bò này đúng không ạ? Vâng ạ. À. Mua một con cày được, cày tốt thì mình mua. Đắt một tí mình cũng mua, mà con không tốt thì rẻ một tí mình cũng không mua. Bò này cày tốt rồi, định mua con này. Thế bây giờ mình vào mua luôn đi anh. Anh Dính ơi, em đã tìm được một khách mua bò nhà mình rồi đây. Sau khi bán được chú bò của mình với giá hợp lý, anh Dính dẫn tôi đến một khu vực náo nhiệt và rất hấp dẫn của chợ phiên. Bây giờ em đói chưa, anh sẽ dẫn lên đi ăn. Tất nhiên là rồi ạ, nhưng mà anh ở đây chỉ có món gì ngon ạ? Ở đây chỉ có món đặc sản nhất của vùng cao là mẻ mén và tẩu chấu và thắng cố. Nghe rất là hấp dẫn. Đấy, cứ ngồi đi. Còn có gì mẻ mén thắng cố là em thích em cũng vâng ạ. Và còn anh ra kia như vậy. Vâng ạ, anh cảm ơn anh. Vâng. Không biết là anh Dính chạy đâu mất rồi, và tôi thì đang không biết là món nào ngon cả, thế nên tôi quyết định sẽ gọi tất. Người vùng cao đi chợ có thể không bán, không sắm gì, nhưng nhất định phải ăn hàng trước khi về. Vậy nên, khu ẩm thực luôn là nơi đông vui nhất chợ. Đây là bữa sáng của tôi chỉ gọi mỗi thứ có 5.000 thôi mà không ngờ lại nhiều đến vậy. Khu được đặc biệt yêu thích khác chính là nơi anh Dính phải bỏ tôi lại để tranh thủ ghé qua. Những bàn uống rượu được đặt khắp nơi trong chợ. Anh Dính chia sẻ, bạn bè xa nhau đường rừng trở ngại, chỉ gặp được đúng ngày chợ phiên nên kiểu gì cũng phải ghé qua. Rảnh thì có thể ngồi hàn huyên hết buổi, bận thì cũng phải chào nhau chén rượu rồi hẹn phiên sau. Đây là khu để mà bán quần áo mà đông nhất cả chợ. Buổi sáng thì chưa đông mấy, nhưng buổi trưa mà con đi bán là cho bò không bắt đầu sáng có tiền rồi, không là bắt đầu tập trung vào mua hàng quần áo. Chợ Mèo Vạc họp rất sớm nên gần trưa là bắt đầu tan. Gian hàng thổ cẩm, bàn rượu là những nơi còn lại muộn nhất. Vậy nên nếu muốn khám phá hết chợ phiên này thì bạn nhớ đi chợ sớm một chút.